Sau từng ấy năm, những diễn viên gạo cội Lộc Đình Ký hay còn được biết đến với tên gọi Tiểu Bảo và Khang Hy đã trải qua những gì trong quá khứ và hiện tại. Mặc dù có nhiều sự khác biệt so với nguyên tác, song không thể phủ nhận độ hot một thời của bộ phim Lộc Đình Ký trong những năm 2000, lối diễn xuất hài hước của Trương Vệ Kiện cùng sự góp mặt của Đàm Thiệu Văn và dàn mỹ nữ xinh đẹp đình đám của Hoa ngữ gồm Trần Pháp Dung, Chu Ân, Lâm Tâm Như, Thư Kỳ, Ngô Thần Quân, Trương Tây đã mang đến thành công to lớn cho bộ phim. Sau thành công của bộ phim, dàn diễn viên Lộc Đình Ký đã trải qua những sự kiện, biến cố và có những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp của mình. Dàn sao Lộc Đình Ký 2000, người nổi tiếng kẻ tuột dốc không phanh. Thứ nhất, Vi Tiểu Bảo, Trương Vệ Kiện. Bộ phim Lộc Đình Ký hay Tiểu Bảo và Khang Hy do đạo diễn Vương Tinh dàn dựng, vai Vi Tiểu Bảo được giao cho Trương Vệ Kiện. Bằng lối diễn xuất khoa trương, dí dỏm đầy hài hước, nam tài tử đã giúp bộ phim thành công vang dội. Chính bộ phim Tiểu Bảo và Khang Hy đã đưa sự nghiệp diễn xuất của Trương Vệ Kiện lên đỉnh cao một lần nữa, hơn cả những vai diễn ở các bộ phim mà trước đó anh từng tham gia. Diễn xuất của anh trong vai Vi Tiểu Bảo khiến khán giả bị mê hoặc cười nghiêng ngả khi xem. Sự nghiệp ca hát sau nhiều năm dậm chân tại chỗ, nhờ có danh tiếng trên đất Đài Loan và Đại Lục, Trương Vệ Kiện chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Anh được các đạo diễn Hồng Kông mời về đóng phim cho họ. Từ đó cuộc sống ngôi sao của anh bắt đầu. Năm 1996, anh thủ vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký của đài TVB và nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc của TVB. Nối tiếp vai diễn Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đình Ký, Trương Vệ Kiện ghi danh trong những vai diễn kinh điển như Đới Xuân Dần trong Như Ý Cát Tường, Tiểu Ngư Nhi trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Phô Khuyết, Tiểu Lai Bá trong Kế Hoạch A. Gần đây nhất, Trương Vệ Kiện tham gia phim Tùy Đường Anh Hùng năm 2015 trong vai Trình Giảo Kim. Trong thời gian quay bộ phim Trần Mộng Cát Truyền Kỳ, Trương Vệ Kiện quen và nên duyên với nữ diễn viên Trương Tây. Năm 2009, cặp đôi chính thức kết thúc 10 năm yêu đương sau khi cùng trải qua nhiều biến cố để cùng nhau chấp tay giai lão tiến đến thánh đường hôn nhân ở Philippines. Thứ hai, Khang Hy, Đàm Diệu Văn. Năm 1988, Đàm Diệu Văn giành giải quán quân cuộc thi ca hát Người Hoa toàn cầu và chính thức gia nhập Cbiz. Năm 1993, anh chuyển sang điện ảnh và ký hợp đồng với TVB, góp mặt trong các bộ phim như Dã Thú Hình Cảnh và Dã Thú Chi Đồng. Anh liên tiếp gặt hái được nhiều giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Kim Tượng Hồng Kông năm 1999 và Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan năm 2001. Sau thời gian dài cộng tác với TVB, Đàm Diệu Văn đã đầu quân cho đài ATV, nam diễn viên và vai phản diện Minh Chí Kiệt trong phim Tung Hoành Bốn Bể, vai diễn ấn tượng sâu sắc và thành công đến nỗi đi đâu anh cũng bị khán giả chửi bới lăng mạ. Tiếp đó, Đàm Diệu Văn thể hiện thành công ở vai diễn Uông Trực Độc Ác, không từ thủ đoạn nhưng lại rất nặng tình nghĩa trong phim Hậu Cung, đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Gần đây nhất, anh tham gia dự án phim Mỹ Nhân Quan trong vai Vệ Tuyên Vương Bá Kiến. Năm 2004, anh kết hôn với bạn gái ngoài làng giải trí và 2 năm sau đó chào đón đứa con đầu lòng là một cậu quý tử. Thứ ba, Kiến Ninh Công Chúa, Lâm Tâm Như. Thành công vang dội từ vai diễn Tử Vi Cách Cách Nhu Mì và Thánh Thiện trong Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như được mời vào vai Kiến Ninh trong Lộc Đình Ký, một nàng công chúa đanh đá, ngang bướng, cứng đầu. Nhưng so với các phiên bản trước, nàng công chúa Kiến Ninh trong bộ phim lần này được coi là đoản mệnh nhất. Tiếp nối thành công, Lâm Tâm Như để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả khi vào vai Đậu Y Phòng trong bộ phim truyền hình Mỹ Nhân Tâm Kế. Kế đó là dự án phim Khuynh Thế Hoàng Phi đã trở thành bước ngoặt to lớn của cô trong sự nghiệp diễn xuất. Không chỉ hoạt động trong mảng diễn xuất, Lâm Tâm Như còn lập một studio mang tên mình và bắt đầu với vai trò mới là một nhà sản xuất phim. Tháng 5 năm 2016, Lâm Tâm Như chính thức công khai tình cảm với nam thần điển trai Hoắc Kiến Hoa. 2 tháng sau, cặp đôi kết hôn tại đảo Bali, Indonesia. Đầu năm 2017, họ vừa chào đón thành viên mới trong gia đình là tiểu công chúa cá heo nhỏ. Thứ tư, A Kha, Chu Ân. Phiên bản A Kha do Chu Ân thể hiện được đánh giá là nàng A Kha xinh đẹp nhất mọi phiên bản, đồng thời cũng là vị phu nhân xinh đẹp nhất của Vi Tiểu Bảo. Khởi nghiệp bằng vai trò người dẫn chương trình của TVB, Chu Ân đã học một khóa diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Diễn xuất Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp, cô nhận hàng loạt các dự án phim của Châu Tinh Trì như Học trường Uy Long 2, Đại thoại Tây Du. Năm 1994, với vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu, tên tuổi của Chu Ân đã đến với khán giả khắp châu Á. Năm 2011, Chu Ân nhận đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Emmy lần thứ 39 nhờ bộ phim Thế giới không ngăn cách. Sau nhiều năm quen nhau, Chu Ân và bạn trai Hoàng Quán Trung kết hôn vào năm 2008. Vài năm sau đó, cô tuyên bố giải nghệ. Hiện tại, vợ chồng nữ diễn viên có với nhau một cô con gái là Hoàng Oanh.
Thứ năm, Song Nhi, Ngô Thần Quân. Ngô Thần Quân thành công với vai diễn nàng Song Nhi nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang, một trong những hồng nhan tri kỷ của Vi Tiểu Bảo. Cô được lòng của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Cũng trong cùng năm khi đóng Lộc Đình Ký, Ngô Thần Quân còn hợp tác chung với Hà Nhuận Đông trong bộ phim Võ Hiệp Phong Vân qua vai nàng Khổng Tử ôn nhu thuần khiết. Sau đó cô lại đóng cặp lần hai với Hà Nhuận Đông trong bộ phim Nữ Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi. Sau một khoảng thời gian dài tham gia làng giải trí, Ngô Thần Quân quyết định kết hôn cùng bạn trai Liêu Hoàng Nam, là nhân sự cấp cao của đài vệ tinh Phượng Hoàng vào năm 2012. Kết hôn xong, Ngô Thần Quân ít khi tham gia hoạt động giải trí và có xu hướng chuyển sang kinh doanh. Năm 2015, cô đã sinh con gái đầu lòng. Thứ 6, Long Nhi, Trần Pháp Dung. Ở Lộc Đình Ký, Trần Pháp Dung một mình đóng cả hai vai là Long Nhi và Thái Hậu Giả. Cũng nhờ vào vai Long Nhi này, cô được đề cử ở vai diễn được khán giả bình chọn TVB của năm 2001. Khi nhắc đến Trần Pháp Dung, người hâm mộ ắt sẽ nhớ đến ngay vương miện hoa hậu mà cô đã giành được tại giải Hoa hậu Hồng Kông năm 1989 và Hoa hậu thân thiện quốc tế. Sau khi đăng ngai Hoa hậu, cô tham gia Cbiz và trở thành nghệ sĩ dưới trướng của đài TVB và nhanh chóng được giao cho vai chính trong nhiều bộ phim lớn. Từ đây cô chính thức theo nghiệp diễn xuất. Sau thành công của bộ phim Lộc Đình Ký, Trần Pháp Dung vào vai Y Thiên Tuyết trong bộ phim Thủy Nguyệt Động Thiên, vai Tố Tâm trong Thiên Hạ Đệ Nhất. Còn đường diễn viên suôn sẻ nhưng về mặt tình cảm, cô lại kém may mắn. Cô từng nhấn mạnh rằng, tôi là một phụ nữ cô đơn nhưng hạnh phúc. Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Pháp Dung nói rằng cô yêu nhiều và cũng gặp thất bại trong tình yêu. Tuy nhiên, những thất bại này không khiến cô có cái nhìn cực đoan trong tình cảm. Trần Pháp Dung cũng khẳng định cô không mang quan điểm phải lấy chồng giàu mà quan trọng là sức hút của người đàn ông đó với cô. Thứ 7, Phương Di, Mạnh Giai Kỳ. Trước khi đến với nghiệp diễn, Mạnh Giai Kỳ được mọi người biết đến với vai trò là người mẫu ảnh. Năm 1993, cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá khi tham dự Hoa hậu Hồng Kông nhưng chỉ dừng lại ở top 5. Sau bộ phim Lộc Đình Ký, Mạnh Giai Kỳ đóng phim tình cảm hài Love Me and Love Money, thiện nữ u hồn hợp tác với Từ Hy Viên, Trần Hiểu Đông, Tuyên Huyên. Thế nhưng cô nàng chỉ thực sự được nhớ đến như đóng phim cấp 3. Năm 2002, tên tuổi của Mạnh Giai Kỳ lên như diều gặp gió khi cô đóng cảnh nóng trong bộ phim điện ảnh The Pipping hợp tác với Ngô Ngãn Tổ. Trong khi sự nghiệp ở đỉnh cao, năm 2006, Mạnh Giai Kỳ kết hôn với Vương Quốc Hào, là luật sư nổi tiếng người Hồng Kông. Sau hôn nhân, nữ diễn viên nói lời chia tay với làng giải trí, tập trung chăm sóc cho gia đình và cô không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Hiện tại, cặp vợ chồng đã có với nhau hai cậu con trai và một cô con gái. Thứ 8, Tiểu Kim Ngư, Thư Kỳ. Tham dự Lộc Đình Ký với vai trò là khách mời, Thư Kỳ đóng vai Tiểu Kim Ngư. Đây là một nhân vật hư cấu không có trong nguyên tác của Kim Dung. Trong phim, Tiểu Kim Ngư được xem là mối tình đầu thanh mai trúc mã của Vi Tiểu Bảo. Tuy nhiên vì gia cảnh nghèo mà Tiểu Kim Ngư phải lấy chồng xa và cuối cùng đã chết nơi quê nhà. Từ năm 17 tuổi, Thư Kỳ đã bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò người mẫu chụp ảnh gợi cảm trên trang bìa tạp chí Penthouse của Hồng Kông và cả phiên bản tiếng Trung của tạp chí khiêu dâm nổi tiếng Playboy, tham gia đóng một số phim cấp 3. Sau một lần bị trêu đùa là sao khiêu dâm, Thư Kỳ hạ quyết tâm đóng phim nghiêm túc. Năm 1996, cô rời Hồng Kông và được đạo diễn Vương Tinh phát hiện, mời góp mặt trong nhiều bộ phim nóng. Sau đó, cô tham gia vào bộ phim Sắc Tình Nam Nữ của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, nhờ đó đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc và nghệ sĩ mới triển vọng của Liên hoan phim Kim Tượng Hồng Kông. Năm 2005, Thư Kỳ đóng phim Thời Sắc Đẹp Nhất của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền và ẵm về giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan. Sau đó, trong 2 năm 2008-2009, cô được mời làm giám khảo tại hai kỳ liên hoan phim danh giá quốc tế là Liên hoan phim Berlin 58 và Liên hoan phim Cannes 62. Về phương diện tình cảm, cô trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm với Lê Minh, Vương Lực Hoành và chính thức tuyên bố kết hôn cùng Phùng Đức Luân vào năm 2016. Thứ 9, Mộc Kiếm Bình, Trương Tây. Xuất thân là ca sĩ, diễn viên và là người dẫn chương trình, Trương Tây được giao cho vai diễn Mộc Kiếm Bình trong bộ phim Lộc Đình Ký. Gặp gỡ nhau khi đóng chung phim Trần Mộng Cát năm 1998 và hẹn hò với nhau hơn 10 năm. Đầu năm 2009, Trương Tây và Trương Vệ Kiện chính thức kết hôn tại nhà thờ ở Philippines trong sự chứng kiến và chúc phúc của đông đảo bạn bè và gia đình. Sau khi kết hôn, cô vẫn tiếp tục nghiệp diễn, tham gia vào các phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tượng Hỏa Hoa Tượng Hồ Điệp và gần đây nhất là Cung Tỏa Trầm Hương. Năm 2012, Trương Tây từng đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai Tiểu Huệ trong bộ phim điện ảnh Oan Hồn 49 Ngày. Tuy chưa có con, nhưng đôi vợ chồng Trương Tây, Trương Vệ Kiện vẫn nắm tay hạnh phúc bên nhau suốt hơn 17 năm.